Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với luận điểm 2 này. Đây là luận điểm chiếm nhiều điểm nhất. Cũng là cái luận điểm quan trọng nhất mà các bạn cần phải để ý giúp cho chị. Thì chúng ta có luận điểm 2, nó là luận điểm gì nhỉ? Phân tích, đúng không các em? Trước khi bắt đầu viết luận điểm 2, phân tích mình phải làm gì nhỉ, em nhớ không? Bố cục của đoạn thơ trước khi phân tích. Phải làm này không? Chúng ta phải làm cái này thì chúng ta mới biết được chứ, đúng không ạ? Chúng ta phải làm cái này thì chúng ta mới biết được là gì ạ? Chúng ta mới biết được là tôi cần phải chia bố cục đoạn thơ thì một lát nữa mới biết trích mấy câu thơ một ở trong phần luận điểm 2 này chứ, đúng không? Thế thì bây giờ mình cụ thể cho cái ví dụ kia đi nhá. Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ chia bố cục như thế nào cho đoạn thơ trên? Bố cục chị sẽ chia luôn cho các bạn. Và bây giờ cái nhiệm vụ các bạn cần phải làm đó là gì ạ? Đó là nhắc nhớ lại về cái nội dung của đoạn thơ này cho chị nhá. 2, 2, 4, 2, 2 và 2. Rồi nào, chị xin mời Lan Anh, lần này thì nhớ hẳn chưa nào? Hai câu thơ đầu tiên có thể gọi nội dung là gì? Em nói chị là chị có thể mở lại đề bài được không ạ? Bởi vì đề bài là 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Từ sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi chị là, cho đến luận điểm là về nỗi nhớ của người lính Tây Tiến ạ. Ừ, chị biết rồi, cả bài này đều là nỗi nhớ về người lính Tây Tiến. Nhưng ở đây chị đang muốn nói là chúng ta phải phân tích một cái đoạn thơ 14 câu đúng không? Thế thì bây giờ trước khi mà phân tích thì chúng ta phải chia nhỏ nó ra. Bởi vì một xíu nữa khi các bạn viết thì đâu phải là các bạn trích liền một phát 14 câu thơ và các bạn tiến hành phân tích đâu. Mà các bạn sẽ phải chia nhỏ bố cục. Và cái việc chia nhỏ bố cục này ở buổi trước chị đã nói với các bạn rằng những cái câu thơ đó nó phải thể hiện một cái nội dung thống nhất. Vậy thì nếu như chúng ta đã khẳng định là nó phải thể hiện một nội dung thống nhất thì bây giờ các bạn phải đặt tên cho nó giúp chị, gọi nó ra cho chị. Thế thì hai cái câu thơ đầu tiên, sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, là nói về nội dung gì hả em? Mình có thể đặt nó cho nó là gì? Em nói chị là nỗi nhớ của người lính Tây Tiến về thiên nhiên và con người ở thiên nhiên và con người ạ. Cũng chưa chuẩn đúng không? Tại vì là nếu như em nói như thế thì nó đã bao quát cả bài thơ rồi, chứ không phải là gọi tên nội dung của hai câu đó ra. Thì ở đây chúng ta thấy rằng hai câu này chúng ta có thể đặt nội dung đó là cái gì? Là tiếng gọi, phải không? Và gọi về cái gì? Gọi về nỗi nhớ, đúng chưa ạ? Nhá. Hai câu tiếp theo là cái gì ạ? Sài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Về cái gì? Là khó khăn của người lính Tây Tiến ạ. À, chặng đường hành quân qua những miền đất chứ, đúng không? Chặng đường hành quân qua những miền đất, được không ạ? Hay là có thể gọi đó là những cái khó khăn trên cái con đường hành quân cũng được. Nhưng chúng ta thấy rằng điểm nhấn ở trong hai câu này là hai địa danh Sài Khao và Mường Lát nữa mà, được không ạ? Rồi tiếp tục này, 4 câu tiếp theo. Dốc lên khúc quỳu dốc thăm thầm, heo hút cồn mây súng người trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Về gì hả Lan Anh? Em nói chị đoạn là... này quá dễ rồi này. Em nói chị là người đặc tả cái gì đây? Đặc tả cái từ ạ. Đặc tả thiên nhiên hình vĩ cũng như là sự có cũng như là em một lúc ạ. Lan Anh, chị bảo em có cảm thấy là nếu như mà bây giờ mà hỏi vào một cái phần kiến thức ấy mà kiểu như em chưa được chuẩn bị ấy, là em sẽ rất bối rối không? Không ạ, em phải viết ra trước rồi em mới nói được ạ. Chứ em không thể thật luôn. Đấy, ý là sao? Ý là mình vẫn chưa có được một cái sự phản xạ thật là nhanh cho những cái câu hỏi để mình tư duy và mình triển khai được ấy. Nên thành ra là mình hay bị bối rối kiểu đấy á. Đấy, thế nên là chị cũng mong là em sẽ cố gắng. Chị nghĩ là cái vấn đề lớn nhất của em ấy, đôi khi nó chính là cái sự dài dòng, phức tạp ở trong cái việc em học.
Có nghĩa là có thể bản thân em là người quá nguyên tắc rằng nhất định phải như thế này, phải đúng từng chữ như thế này. Nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là bây giờ chị nghĩ trước tiên nha, để em có thể thay đổi được thì cái thứ nhất là em phải nhìn cái vấn đề nó thoáng ra. Em phải gọi là có một cái tổng quan và em luôn luôn có một cái hình dung về cái tổng quan đó và dần dần đi vào chi tiết. Mình làm cho mọi thứ nó đơn giản hóa hơn thì chị tin chắc là em cũng sẽ không bị bối rối như thế khi mà chúng ta nêu lại về nội dung của những cái tác phẩm đâu. Lan Anh nhá. Được không em? Rồi. Ok, thế thì ở đây chúng ta sẽ có bốn câu thơ tiếp theo. Gọi nội dung một cách đơn giản, đó chính là đặc tả về thiên nhiên miền Tây. Và thiên nhiên miền Tây ở đây đó là một cái thiên nhiên vừa dữ dội nhưng mà cũng vừa thơ mộng và trữ tình. Một thiên nhiên dữ dội với đèo cao, vực sâu, cũng như một thiên nhiên thơ mộng trữ tình với hình ảnh của những nếp nhà pha luông chìm trong cơn mưa bụi. Đúng không ạ? Rồi hai câu thơ tiếp theo. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Đặc tả hình ảnh người lính Tây Tiến. Được không ạ? Rồi gì nữa ạ? À, chúng ta có câu gì nữa? Chúng ta có đoạn tiếp theo là gì nữa? Anh bạn dãi dầu không bước nữa, cụp lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Hai câu thơ tiếp theo lại phải gọi được cái ý đó ra. Cái phần gọi ý ra cực kỳ quan trọng nhá. Bởi vì khi mà các bạn đã gọi được ý như vậy thì một trong những cái điều mà chị cảm thấy cực kỳ thuận lợi đó là các bạn có được một cái sự khoa học cho việc phân tích của mình. Được không ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy đó chính là gì? Những cái mối nguy hiểm rình rập nơi rừng thiêng nước độc. Đó. Và hai câu thơ cuối cùng. À gì nhở? Hai câu thơ cuối cùng. Chúng ta có nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Đó là cái gì ạ? Đó là cái tình quân dân. Được không ạ? Tình quân dân thắm đượm. Đúng không nào? À, được thể hiện qua những cái chi tiết, những cái hình ảnh mà một xíu nữa thì chúng ta sẽ làm rõ. Thế thì các em hãy chú ý giúp cho chị rằng là đó, chia bố cục không phải là các bạn chỉ đơn thuần dừng lại ở việc là các bạn phân tách nó thành mấy ý, các bạn phân tách nó thành mấy câu. Mà chị nghĩ rằng một trong những cái điều để làm cho phần bài viết của chúng ta trở nên khoa học hơn, không bị sót ý, không bị thiếu ý và đảm bảo được cái sự tuần tự trong việc phân tích, thì việc chúng ta phân chia bố cục và gọi tên ý là một trong những điều cực kỳ quan trọng. Và các bạn hãy nhớ giúp chị điều này. Đối với tất cả những cái đoạn thơ khác cũng hãy làm như thế. Nhá. Đối với tất cả những cái đoạn thơ khác các em cũng hãy làm như thế giúp chị. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn đã gọi được ra như thế này rồi thì một lát nữa các bạn triển khai nó sẽ rất đơn giản. Nhá. Hãy chú ý giúp chị được điều đấy không nào? Hãy nhớ chưa? Ghi khắc ghi cái này vào trong lòng chưa? Nhá, khắc ghi chưa? Rồi, ok. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái lưu ý đầu tiên đó là phân chia bố cục của đoạn thơ trước khi mà chúng ta tiến hành phân tích. Đây là một cái bước cực kỳ quan trọng kèm nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái lưu ý tiếp theo dành cho các bạn. Được không ạ? Chị Hiên sẽ có một cái lưu ý tiếp theo nha. Thế thì các bạn thấy rằng là khi mà các bạn phân chia bố cục như này này thì cái tiến trình mà các bạn phân tích nó cứ theo cái đúng chiều thôi, cứ hai câu này xong lại đến hai câu này. Đúng chưa? Sau đó hai câu này lại đến tiếp bốn cái câu này. Đúng chưa? Bốn câu này lại đến tiếp hai câu này. Đúng chưa? Hai câu này lại đến tiếp hai câu tiếp theo. Đúng chưa? Và cuối cùng là chúng ta có hai câu cuối ở đây. Đó, ok chưa ạ? Các bạn cứ lần lượt phân tích như vậy thì các bạn sẽ thấy là nó rất là đơn giản. Phân tích thơ bây giờ sau cái buổi ngày hôm nay chị đảm bảo các bạn cần có một cái sự luyện tập thôi, dựa vào những cái gì chị cung cấp thôi. Các em sẽ viết tốt hơn trước rất nhiều. Được chưa nào? Cái tiếp theo này, thêm một cái lưu ý nữa. Bây giờ mình bắt đầu viết luận điểm 2 thì mình cần có gì nhỉ Quỳnh Hương nhỉ? Bây giờ coi như là đặt trong trường hợp là chị viết xong luận điểm 1 về Quang Dũng về Tây Tiến rồi nhá. Bây giờ bắt đầu vào phân tích nào, mình phải có cái gì trước tiên? Dạ, sự chuyển đoạn Nó chính là câu gì? câu dẫn ạ Chính xác. Câu dẫn. Nhá.
câu dẫn vào trước mỗi đoạn thơ. Câu dẫn vào trước mỗi đoạn thơ. Và mỗi đoạn thơ này là chúng ta đã chia bố cục rồi nha. Chúng ta đã chia bố cục trước khi phân tích rồi. Chia bố cục trước khi phân tích. Ok, được chưa nào? Thế thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ có nha, cái cấu trúc mà các bạn có thể làm. Ví dụ như là Quang Dũng, hay là nhà thơ, hay người thi sĩ ấy đã mở đầu bài thơ, đúng không? Hay là gì ạ? Đã thể hiện cái tiếng lòng của mình bằng một gì ạ? Đã thể hiện cho gì đây ạ? Đã thể hiện cho cái tâm hồn của mình, đúng không ạ? Thể hiện cho tâm hồn của mình. Đã thể hiện tâm hồn của mình, hay là thể hiện cái nỗi nhớ của mình bằng một tiếng gọi thiết tha trìu mến. Đó, xong rồi trích thơ Sông Mã Xa rồi. Sông Mã Xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Đó, các bạn hiểu chị không ạ? Hãy nhớ nha, là chúng ta cần phải có gì? Chúng ta cần phải có câu dẫn vào mỗi đoạn này. Ok chưa ạ? Và cái câu dẫn này không phải là chỉ là câu dẫn vào trước hai cái câu thơ đầu tiên, mà sau đấy, sau khi mà các bạn có được một cái sự chuyển ý thì các bạn cũng phải chủ động là gì ạ? Các bạn cũng phải chủ động là chúng ta sẽ có một cái câu dẫn để chuyển ý. Ok không nào? Ví dụ như chúng ta có, sau khi phân tích xong cái này nha, được chưa ạ? Các bạn có thể nói rằng là Chế Lan Viên đã từng viết khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa, đất bỗng hóa tâm hồn. Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, đó chính là gì ạ? Đó chính là chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái cách dẫn rất là khác nhau. Và cái điều mà chị đang muốn nói ở đây đó chính là cái sự linh hoạt trong cách dẫn của các em. Không có một cái quy tắc nào cho việc dẫn dắt này cả. Tất cả đều trên cái sự linh hoạt. Và điều quan trọng nhất đó chính là cái tính hợp lý khi mà chúng ta dẫn dắt thôi. Các em hãy chú ý giúp chị điều đấy nhé. Đây là điều quan trọng nhất ạ, tiên quyết nhất ạ. Đó là dù như thế nào thì nó phải là tính hợp lý nha. Ok không ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị rằng là cái phần câu dẫn này cũng là một cái phần rất là quan trọng. Bởi vì nó sẽ giống như một cái mạch dẫn, nó sẽ giống như một cái mạch nguồn. Để các bạn sẽ thấy rằng là từ cái mạch dẫn, từ cái mạch nguồn đó, các bạn viết được một cái bài viết nó mềm mại, uyển chuyển từ ý này dẫn sang ý khác. Ý 1 bổ trợ để làm rõ ý 2, ý 2 lại làm rõ ý 3, ý 1, 2, 3 để rút ra một cái ý số 4 tiếp theo. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là những cái ý này đều là những cái mà chị đã cung cấp cho các bạn rồi, đúng không? Những cái này là những cái mà chị đã cung cấp cho các bạn ở trong buổi học trước rồi. Nên là cũng đề nghị các bạn sẽ chú ý nhá. Được chưa ạ? Các bạn sẽ chú ý nhá. Còn sẽ thêm một cái nội dung rất là quan trọng tiếp theo mà chúng mình sẽ cần phải lưu ý giúp cho chị Hiên. Đó chính là chúng ta sẽ cùng với nhau đi phân tích. Vậy thì khi phân tích thì chúng ta cần khi phân tích thì chúng ta cần quan tâm tới điều gì trong một câu thơ hay trong một đoạn thơ. Được không ạ? Thế thì ở đây chị sẽ có một cái để các bạn chú ý giúp cho chị. Đó chính là khi phân tích thơ thì chúng ta sẽ bám sát vào. Theo các em là chúng ta sẽ bám sát vào những cái yếu tố gì đây? Nào chị mời Quỳnh Hương nào. Theo Quỳnh Hương thì chúng ta sẽ bám sát vào những yếu tố gì?
Dạ. Theo em thì chúng ta sẽ cần phải bám sát vào những yếu tố gì khi chúng ta phân tích thơ đấy? Những từ ngữ ạ. À, chính xác. Gì nữa em? Những biện pháp nghệ thuật ạ. Ừ, gì nữa em? Gì nữa nhỉ? Nội dung mà tác giả muốn thể hiện. À, nội dung mà tác giả muốn thể hiện gì nữa nhỉ? Hết chưa? Chắc là hết rồi đấy. Ừ, thế thì các bạn ơi, ok hình như là mời Lan Anh nào, chị mời em. Em thưa chị là như có cái ngâm nhịp lượng đúng không ạ? Có gì nhỉ? Cách ngâm nhịp ạ? À, gọi là nhịp điệu. Đúng không? Vâng. Gì nữa? Hết chưa? Có vần không? Quan tâm đến vần Đã không? có, Gieo vần đã không? có, Ừ, đã đúng rồi, có. chính xác. Đấy cũng là một yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm đấy. Thế thì các bạn ơi, thật ra thì có một cái sự tương đồng rất là lớn giữa chương trình mới và chương trình của chị Hiên đang dạy ở thời điểm hiện tại. Các em cũng biết là bản thân các em thì không phải là lứa đón nhận cái chương trình mới, mà các em vẫn hoàn toàn đang học chương trình cũ. Thế nhưng mà ở trong chương trình mới thì người ta cũng chia ra thành những cái yếu tố cần phải nắm được khi mà chúng ta phân tích đánh giá một cái tác phẩm thơ. Và chị cũng sẽ dựa vào cái đó để chị bám vào cái đấy để chúng ta cùng với nhau làm rõ về, tức là chị cũng dựa vào cái phần đấy, và trong những cái năm trước đây, kể cả khi mà chưa có cái sự thay đổi về chương trình thì chúng đã áp dụng cái cách này cho các bạn rồi. Đó là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ bám vào đặc trưng thể loại. Thế thì đặc trưng thể loại của thơ đương nhiên là tôi phải bám vào từ ngữ. Bởi vì từ ngữ là cho tôi hình ảnh, là những danh từ cho tôi hình ảnh. Đúng không? Đó là những cái động từ, tính từ. Mà qua đấy thì tôi sẽ thấy được cái gì ạ? Tôi sẽ thấy được cái hành động, tôi sẽ thấy được cái cảm xúc của ai, của chủ thể trữ tình là như thế nào. Nhá. Ok chưa ạ? Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ quan tâm tới biện pháp tu từ. Những cái biện pháp tu từ được sử dụng. Bên cạnh đó còn là gì nữa? Là vần. Là gì nữa? Là nhịp điệu. Được không ạ? Là gì nữa? Đó, là những cái yếu tố khác, ví dụ liên quan tới đề tài, vân vân. Ok chưa? Thế thì bây giờ chúng ta dựa vào cái này. Đây là một cái sự cực kỳ quan trọng nhá. Các em hãy nhớ là khi mà các bạn biết được là chúng ta sẽ để ý vào cái gì rồi, các bạn sẽ làm nó rất dễ. Bây giờ chúng ta có hai câu thơ đi. Đây ở trên, sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi đi. Hai câu này đi. Đó, hai câu này đi. Thế thì dựa vào cái phần mà chị vừa cung cấp cho các em ở đây là chúng ta phải bám vào từ ngữ. Có thể là danh từ, có thể là động từ, có thể là tính từ. Thế thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta có cái hình ảnh nào được đề cập đến? Hình ảnh gì nhỉ? Sông Mã. Đúng chưa? Phải không ạ? Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh sông Mã. Đúng chưa nào? Bên cạnh hình ảnh sông Mã thì chúng ta còn có hình ảnh nào? À, binh đoàn Tây Tiến. Phải chưa nào? Đúng không? Rồi thì rừng núi. À, được chưa ạ? Và chúng ta có cái động từ. Động từ đó là xa rồi. Đó là động từ nhớ. Phải không? Rồi, chuẩn đây ạ. À. Các bạn ơi, xa rồi. Đúng không nào? Nhớ. Và chúng ta có một cái tính từ. Đó là chơi vơi. À, được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Thế thì đây chính là những cái gì mà các bạn đều cần phải làm rõ. Hay là chúng ta sẽ nhặt tiếp này, chúng ta có biện pháp tu từ. Biện pháp tu từ gì đây ạ? Biện pháp tu từ gì nào? À, điệp từ. Nhớ. Đúng chưa? Biện pháp tu từ gì nữa nào? À, chúng ta có vần, gieo vần. Ơi. Đúng không ạ? Để tạo ra dư ba cho câu thơ đấy. Đúng không nào? Một cái âm mở để tạo ra dư ba cho câu thơ, dư ba cho đoạn thơ, đúng chưa? Thế thì các bạn ơi, các bạn có thể thấy rằng là khi mà chúng ta biết được rằng là phân tích thơ cần phải bám sát vào những cái gì, thì chị tin chắc là các bạn đã tự đi trả lời được một cái câu hỏi là gì ạ? Là tôi sẽ cần phải trình bày những cái ý như thế nào trong phần bài viết của tôi rồi, đúng không? Mình cứ lần lượt mình làm. Mình bắt đầu đến với cái hình ảnh đầu tiên. Đó là hình ảnh sông Mã,
đúng không? Mình sẽ tiến hành các cái thao tác lập luận ấy. Đấy là mình tiến hành giải thích sông Mã là cái con sông như thế nào. Phải không ạ? Ví dụ như sông Mã là gì? Là con sông biểu tượng của thiên nhiên Tây Bắc. Của thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Thế nhưng đồng thời nó cũng đã trở thành một cái con sông gắn liền với những chặng đường hành quân. Được không ạ? Chặng đường hành quân của người lính Tây Tiến những năm tháng ấy. Phải không nào? Và chúng ta thấy rằng chính vì vậy mà nó đã trở thành một chứng nhân lịch sử. Đó, được không ạ? Chính vì vậy mà nó đã trở thành một chứng nhân lịch sử. Ở đây tác giả đã bắt đầu bài thơ của mình bằng hình ảnh một con sông để dường như mở ra một cái mạch nguồn về nỗi nhớ. Và nỗi nhớ ấy chính là nỗi nhớ về gì? Nỗi nhớ về thiên nhiên và con người. Đúng không ạ? Thiên nhiên gì ạ? Thiên nhiên Tây Bắc. Con người ở đây là con người Tây Bắc và những người lính Tây Tiến, những người đồng chí đồng đội của họ. Ok chưa ạ? Thì các bạn ơi, chúng mình hoàn toàn có thể chủ động triển khai như vậy nhá. Các bạn hoàn toàn có thể chủ động triển khai như thế. Chúng ta thực hiện các cái thao tác, đúng không nào? Chúng ta thực hiện những cái thao tác lập luận ở đây thôi. Ok chưa ạ? Rất là đơn giản. Hay đối với binh đoàn Tây Tiến cũng thế. Các bạn giải thích binh đoàn Tây Tiến là một cái binh đoàn như thế nào, hoạt động ra sao, địa bàn thế nào. Được chưa nào? Thế thì sau đấy thì chúng mình sẽ bắt đầu chuyển sang phân tích cái gì ạ? Xa rồi. Xa rồi ở đây có nghĩa là đã xa rồi sông Mã, xa rồi thiên nhiên miền Tây, xa rồi Tây Tiến. Chỉ còn lại ở đây là một cái nỗi nhớ da diết cồn cào mà thôi. Đúng không? Thế thì các bạn hãy chú ý giúp cho chị là ở đây thì chúng ta cần phải chủ động sắp xếp các ý. Và chị thì sẽ thường tuân thủ một cái quy tắc phân tích, đó là từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đương nhiên là quy tắc này không phải lúc nào cũng đúng và mình sẽ phải linh hoạt. Nhưng mà bình thường thì sẽ thường là như thế. Có nghĩa là phân tích từ trái qua phải là sông Mã trước, sau đó đến Tây Tiến. Xong phân tích xa rồi là cũng đã có một cái sự đảo lộn đấy. Đúng không ạ? Phân tích hai danh từ trước, xong bắt đầu mới phân tích xa rồi. Xong phân tích nhớ về rừng núi, xong phân tích nhớ chơi vơi và phân tích cái phần ơi. Đó, kiểu kiểu như vậy. Thì ở đây là chúng ta chú ý giúp cho chị là chúng ta cũng cần phải có cái sự sắp xếp các ý hợp lý. Cái bước mà chị Hiên vừa làm cùng với các em ở đây là liệt kê các ý, liệt kê những cái vấn đề mà chúng ta sẽ quan tâm tới khi phân tích thơ. Và các bạn, điều mà các bạn cần phải làm là các bạn nhặt ra được những cái thứ mà các bạn đang chú ý rồi. Thì các em sẽ phải nhớ giúp chị rằng là gì ạ? Là chúng ta cần phải sắp xếp lại các ý đó. Và khi các bạn đã làm được cái này rồi thì một trong những cái điều cực kỳ tuyệt vời các bạn nhận được, đó là các bạn sẽ không bị sót bất cứ một ý nào khi chúng ta tiến hành phân tích. Các em nhá. Ok chưa ạ? Được không nào? Chúng mình ơi, được không? Được không? Ok chưa? Lan Anh ơi, Lan Anh hiểu phần này không? Dạ anh có. Ừ, ok. Hương, Quỳnh Hương hiểu phần này không? Dạ em có. Ừ, nhất trí. Thế thì hiểu rồi thì phải biết áp dụng nha. Chứ không phải là mình cứ để cho tất cả những cái phần kiến thức của mình cứ ở trên trang giấy như vậy là không được đâu. Chị nghĩ là các bạn sẽ cần phải thật sự là chú ý đến cái phần phương pháp này, bởi vì nó cũng là một phần rất là quan trọng đấy. Các em có thể học kiến thức nền đã tốt rồi, nhưng nếu như mình có phương pháp nữa thì cái bài viết của mình sẽ trở nên khoa học hơn rất là nhiều. Ok chưa ạ? Rồi, thế thì ở đây chúng ta đã có một cái lưu ý tiếp theo dành cho các bạn nhá. Chúng ta đã có một cái lưu ý tiếp theo dành cho các bạn ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một cái nội dung cần phải chú tâm nữa khi mà chúng ta bắt đầu tiến hành phân tích gì ạ? À, chúng ta bắt đầu tiến hành phân tích những cái đoạn thơ được ra ở đề bài. Đó chính là gì ạ? Chị tin rằng đây sẽ là một cái sự gợi ý rất là tốt cho các bạn nhé. À, đây là một cái gợi ý tiếp theo, là một cái gợi ý rất là tốt cho các bạn. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải đa dạng
À, cái gì ạ? Cái thao tác tư duy của các em nhá. Các bạn cần phải đa dạng cái thao tác tư duy của các em. Đa dạng thao tác tư duy có nghĩa là gì đây? À, đa dạng thao tác tư duy có nghĩa là chúng ta sẽ có thể đưa ra cái hình thức trình bày khi phân tích. Có thể là chúng ta sẽ viết theo kiểu diễn dịch. Diễn dịch là gì? Hà Lan Anh. Em như chị là câu chủ đề đầu là một đề đoạn Rất chính xác, giống như cái phần trên mình vừa gọi tên ý á, đúng không? Ví dụ như ạ. mình mà mở ra cái câu thơ đấy, mình nói rằng là hai câu thơ đầu tiên đó là một tiếng gọi thiết tha trìu mến gọi về nỗi nhớ. Đấy, kiểu thế. Xong một lát nữa mình làm rõ, đúng không nào? Ok. Nhưng mình cũng có thể tiến hành viết theo kiểu quy nạp. Quy nạp là gì? Hà Quỳnh Hương. Quy nạp là gì? Là câu chốt ý là mở cuối đoạn. Rất chính xác. Thì chúng ta có thể là phân tích trước, nêu dẫn chứng sau. Dẫn chứng ở trong thơ thì là gì nhỉ các bạn nhỉ? Dẫn chứng ở trong thơ là gì hả Lan Anh? Hoặc Em đưa là chị dẫn dẫn ở dẫn chứng là gì hả em? chứng ở trong thơ là dẫn chứng ở trong chính đoạn đấy và dẫn chứng ở những bài thơ khác ạ. À, có nghĩa là dẫn chứng trong thơ và cụ thể trong đoạn thơ đó là những cái từ ngữ, những cái hình ảnh, những cái biện pháp tu từ, cái thứ chúng ta được cung cấp ở trong đấy, đúng không ạ? Chính là những cái từ ngữ xuất hiện trong cái đoạn thơ đấy, phần ngữ liệu đấy. Thế thì các em có thể thấy là chúng ta có thể phân tích trước, đưa dẫn chứng sau, hoặc dẫn chứng trước và phân tích sau. Thì các bạn có hiểu không? Có nghĩa là có thể là mình phân tích xong mình mới trích thơ. Lan Anh hiểu không ạ? Tôi làm rõ Dạ hết phần có nội dung rồi thì tôi mới đưa ra là những cái nội dung đó đã được thể hiện rất rõ ràng qua hai câu thơ. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Nhưng mà cũng có thể là chúng ta trích thơ ra xong chúng ta mới bắt đầu phân tích. Thì thường là các bạn sẽ làm theo cái hình thức đó. Đó là chúng ta đưa dẫn chứng trước, sau đấy thì chúng ta mới phân tích sau. Thường là như thế. Không sao cả, bởi vì chị nghĩ cách đấy cũng đúng mà. Được không ạ? Đấy là cũng là một cái cách đúng nhá. Thì các bạn hãy chú ý giúp cho chị là chúng ta cần phải có thêm một cái lưu ý nữa. Đó là chúng ta sẽ đa dạng cái thao tác tư duy ở trong gì ạ? Chúng ta sẽ đa dạng cái thao tác tư duy khi mà chúng ta viết phân tích, không chỉ dừng lại ở phân tích thơ đâu. Mà chị tin là kể cả phân tích văn xuôi thì các bạn cũng cần phải để ý. Bên cạnh đấy thì bên cạnh việc là về hình thức trình bày khi phân tích thì các bạn cũng có thể đa dạng thao tác lập luận. Được không ạ? Đa dạng thao tác lập luận có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng giải thích này, như ở phía trên đấy, giải thích đấy. Ví dụ Tây Tiến là tên gọi của một binh đoàn được thành lập vào mùa xuân năm 1947 với lực lượng chủ yếu phần đông là học sinh, sinh viên, thanh niên Hà Nội, đúng không ạ? Trí thức Hà Nội. Với một cái nhiệm vụ được giao phó là kết hợp với bộ đội Lào, đúng không? Kết hợp với bộ đội Lào đánh tiêu hao sinh lực địch, đúng không? Và chúng ta thấy rằng là chúng ta có địa bàn hoạt động rất là rộng, phải không nào? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng ta có thể sử dụng thao tác lập luận giải thích. Nhưng bên cạnh đấy chúng ta cũng có thể tiến hành so sánh văn học. So sánh văn học có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi đưa ra thêm một cái ngữ liệu nữa. Cái ngữ liệu đấy nó sẽ có giao điểm với cái nội dung mà tôi đang muốn thể hiện. Để từ đó cái mục đích của tôi là tôi tôn vinh cái nội dung tôi đang muốn thể hiện và đồng thời thể hiện cho cái sự hiểu biết phong phú của chính tôi. Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Ok chưa nào? Cái này thì sẽ có một buổi làm rõ về so sánh văn học thì lúc đấy các bạn sẽ có được một cái sự hình dung rõ ràng nhất. Được chưa nào? Thì ở đây các bạn cũng sẽ chú ý là chúng ta cũng hoàn toàn có thể là tiến hành chứng minh đa dạng các thao tác, nên các bạn có nhớ là chúng ta có bao nhiêu thao tác lập luận không ạ? Lan Anh có nhớ không? Tại em với chị đã có đúng không ạ? Ừ, đó là gì nhỉ? Em với chị là phân tích giải thích chứng minh so sánh bác bỏ và bình luận ạ. Đúng rồi, chính xác. Thì hãy nhớ sử dụng đa dạng các thao tác lập luận nhé. Tùy theo từng trường hợp nhé. Đôi khi muốn thể hiện cái quan điểm, bày tỏ cảm xúc, cái ý hiểu của mình thì mình cũng phải tiến hành bình luận. Đúng không ạ? Bộc lộ những cái đó ra. Thì ở đây là cái sự đa dạng trong thao tác lập luận thôi. Và thêm một cái yếu tố nữa mà các bạn cũng cần phải chú ý giúp chị Hiên này. Chị cho rằng đây là một cái yếu tố khá là quan trọng.
đó là để có thể phân tích được thơ hay á thì các bạn cần phải nắm bắt được các khái niệm trong thơ. Cái này sẽ giúp các bạn đưa lý luận văn học vào bài viết đấy ạ. Đó. Những cái khái niệm mà chúng ta gặp trong thơ có thể là chủ thể trữ tình, có thể là giọng thơ, có thể là hình ảnh thơ, có thể là nhãn tự trong thơ, được không? Có thể là gì ạ? Tính nhạc trong thơ, cũng có thể là tính hội họa trong thơ. Đó, ok không? Thì chúng ta thấy rằng đây đều là lý luận văn học. Được không ạ? Và các bạn ơi, chị thì chị cũng có một cái bảng về những cái yếu tố liên quan tới thơ như thế này. Nếu mà các bạn cần thì chị sẽ gửi cho các bạn để các bạn có thể tham khảo nhé. Nhưng mà khi mà chúng ta biết được những cái khái niệm này thì chị tin rằng là cái phần phân tích của các bạn nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta bắt đầu phân tích về một cái từ ngữ nào đấy mà chúng ta thấy rằng là chúng ta gọi nó là nhãn tự của câu thơ hay nhãn tự của bài thơ, mà nếu như các bạn có được một cái sự giải thích hợp lý nhãn tự là gì, nhãn tự trong thơ là gì, thì chị nghĩ là cái phần bài viết của các bạn sẽ trở nên có cái tính chất lý luận hơn rất là nhiều. Thì các bạn hãy chú ý thêm về cả cái này nữa nhá. Đây cũng là một cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.